Đây là ngôi nhà còn sót lại sau vụ sạt lở ở tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vào khoảng 69 ngày trước rồi cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thấy á, thời điểm hiện nay á, là cái khu vực mà sụt lở của bà con mà 13 hộ dân mất hoàn toàn nhà cửa cũng như là đất đai á, thì nó cũng không có thay đổi nhiều so với cái khoảng thời gian trước. Nói chung cũng rất là mừng về cái vấn đề này. Thì đây là mình đang chia sẻ với cô chú anh chị về một cái góc nhìn toàn cảnh từ trên cao để cho chúng ta có thấy được cái mức độ thiệt hại của những người dân mà không may mắn trong cái vụ mà sạt lở vừa qua. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là có một cái bè cá được dời vào trong đây. Ngoài ra cũng còn hai cái bè cá dời ngoài kia nữa. Tại vì sau khi mà cái phần đất nó sụt lở xuống á, thì theo như là chú Ba mà thợ lặn chuyên đóng để giữ những cái bè cá ở dưới đáy, thì chú Ba có chia sẻ là đất ở dưới đây bây giờ nó cứng lắm rồi. Đó. Thành ra là những cái bè cá dời trong đây nó sẽ được an toàn hơn. Thì ở đây cô chú anh chị có thể xem từ cái khúc mà sạc ở bên tay phải, chúng ta sẽ nhìn sạc qua cái khúc mà điểm đầu tiên sạc bên tay trái. Đó. Cái phía xanh xanh đó là cái vườn sầu riêng đó cô chú anh chị. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn hai cái bè cá cũng được chú Ba dời qua bên ngay chỗ cái vòng xoáy nơi mà cái bắt đầu cái lỗ hút á. Đó. Thì chính xác là cái dòng xoáy là nó xuất hiện ngay chỗ hai cái bè cá mà cô chú anh chị đang xem video đó. Đó, hai cái bè mà cái nóc nhà nó trắng trắng đó, nó nằm ở giữa sông đó. Thì sau khi mà chú Ba đã lặn rất là nhiều lần kể từ lần đầu tiên mà bị xảy ra cái tình trạng mà sụt lở đất á, thì chú Ba có chia sẻ với mình trong những cái clip trước, đất bây giờ ở đó là đang được bồi lại cũng như là nó rất là cứng luôn rồi. Thì chúng ta đang xem cái khu vực bờ kè ở khu vực là phường 5 cũng như là chỗ bên đó, là nói chung là dòng sông này như là dòng sông Cổ Chiên thì phải. Thì cô chú anh chị có thể thấy rằng là những cái bè cá ở cái khu vực ở bên đây hình như là bên đây là xã An Bình thì phải. Đó. Và trước mặt chúng ta là cái tàu du lịch mà đưa những cái du khách mà đã vui chơi tham quan ở bên các vườn trái cây mà đang trở về rồi nè cô chú anh chị ha. Rồi cô chú anh chị hãy cùng xem nữa nha. Ở đây chúng ta có hai chiếc tàu du lịch đang chở khách trở về. Ngoài ra nữa thì cô chú anh chị có thể là xem toàn cảnh ngay chỗ ngã ba sông. Đây. Đó, ngã ba sông ngay chỗ này thì chạy thẳng vào á thì chúng ta sẽ có những cái vườn trái cây bên tay trái. Hoặc là những cái điểm khu du lịch bên bốn xã Cù Lao, An Bình. Có thể nói du lịch sinh thái miệt vườn sông nước là cái điểm đặc trưng của người dân ở tại Vĩnh Long. Chúng ta xem lại một cái toàn cảnh như chỗ này của chú anh chị ha. Mất rất là nhiều luôn về những cái phần đất. Còn ở đây thì cái chỗ này là chỗ vật liệu xây dựng. Và ngoài ra là khúc này là khúc bờ kè phường 5. Thì mình cũng chia sẻ sơ sơ với cô chú anh chị như thế này luôn. Nhưng mà chủ yếu là mình chia sẻ về cái sự thay đổi sau 69 ngày là xảy ra cái vụ sụt lở đất mà gây rất là nhiều khó khăn, mất trắng toàn bộ 13 hoàn cảnh nhà và đất. Hương Nhật Minh xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2023. Thì mình sẽ tiếp tục mình trao tấm lòng thiện nguyện của dì Thủy ở Texas. Thì dì ấy có gửi về cho mình là 1.300 đô để gửi đến cho 13 hộ, mỗi hộ là 100 để hỗ trợ 13 hộ mà bị sạt lở mất hoàn toàn nhà cửa đất đai đó cô chú anh chị trong cái ngày mà 5 tháng 12 năm 2022. Nói chung thì cũng khoảng là hơn 2 tháng rồi. Đó, thì đây là tấm lòng của dì Thủy là gửi mỗi hộ là 100. Thì mình đã đổi tiền vàng trong buổi sáng ngày hôm nay với cái tỷ giá 100 đô thì chúng ta được là 2.353.000. Bây giờ là khoảng là 9:30 sáng cô chú anh chị ha.
Đó, thì vào chiều ngày hôm nay mình sẽ thay mặt dì Thủy sẽ gửi đến cho các hộ gia đình mà mất nhà cửa sạt lở trong hơn 2 tháng qua. Ngoài ra thì dì ấy cũng có gửi về cho mình là 720 đô. 700 đô mình đã đổi được là 16.471.000. Thì dì ấy mong muốn là cái số tiền này là hỗ trợ cho các hoàn cảnh bị khuyết tật đó, hoặc là những hoàn cảnh mà đa số là khuyết tật. Dạ, thì mình cũng sẽ thay mặt dì ấy hỗ trợ vào ngày mai. Còn riêng trong ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với cô chú anh chị về cái buổi thiện nguyện mà trao 1.300 đô đến với 13 hộ mất nhà cửa ở tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long trong 2 tháng qua. Giờ cô chú anh chị hãy cùng đợi mình ha. Chiều nay thì mình sẽ tiến hành mình gửi đến cho các hộ dân bên đó. Tại vì mình phải nhờ bên đó để mời những hộ dân lại thì mình mới dễ dàng mình trao cái tấm lòng nhà hảo tâm hơn ha. Rồi, cô chú anh chị cùng đợi tới buổi chiều chút với mình nha. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì mình đã tới bến phà An Bình rồi. Cũng rất là may mắn là mình vừa xuống kịp bến phà luôn. Tại vì thời điểm mà vào buổi chiều tầm khoảng 4 giờ là tàu sẽ chạy từ 2 tới 3 chiếc để đưa đón các anh chị công nhân ha, cũng như là các bạn học sinh để tan về. Thật ra trong cái khoảng thời gian buổi chiều hoặc là buổi sáng á, thì cô chú anh chị sẽ rất là dễ dàng để xuống bến phà để chúng ta qua 4 xã của An Bình. Nguyên chiếc phà này hoàn toàn không có một chiếc xe hơi luôn. Rồi thì tại vì do cái thời gian mà hẹn bà con là 5 giờ, mỗi giờ thì cũng gần gần rồi. Thì chắc mình xin phép là không có quay cái đoạn đường nữa cô chú anh chị ha. Mình sẽ khi nào gần tới ủy ban thì mình sẽ chia sẻ cái chỗ mà mình nhờ để mời bà con lại nhận cái phần quà của cô Thủy ở Texas. Mình cũng tranh thủ cho bà con trao đến tay bà con, coi như nó cũng đúng hẹn ha, chứ cũng để cho bà con về nghỉ ngơi hoặc là làm những cái công việc cùng gia đình. Mấy này thì thời tiết tương đối là nó nắng. Cô chú anh chị có thể thấy đó, cái số lượng buổi chiều thì gần như là người trở ngược về bên 4 xã của Lan Bình rất là đông luôn. Chú anh chị đợi mình nhé, khi nào mình tới gần tới ủy ban như xã Hòa Ninh mình sẽ chia sẻ với cô chú anh chị ha. Hiện tại bây giờ thì mình đang ở cầu Bà Sở cô chú anh chị ha, cũng gần tới ủy ban xã Hòa Ninh. Cô chú anh chị xem ở đây có một cây vú sữa cũng khá là đẹp nè. Rồi chúng ta đi đến thôi, hơi trễ rồi. Có 3 cây vú sữa mà những cái cây kia thì mình thấy có những cái vỏ bọc, chắc là của người dân ở đây. Chúng ta đang đi tới cái chỗ là chợ Hòa Ninh nha cô chú anh chị. Thì chợ chiều ở quê thì chắc chắn nó sẽ rất là vắng rồi. Quay chia sẻ sơ sơ với cô chú anh chị luôn. 5 giờ 12 phút. Thường thường mà nếu mà cô chú anh chị mà đi cái hướng Bà Đình Khao á thì qua bên khu vực xã Hòa Ninh nó sẽ nhanh hơn nha, ủy ban xã Hòa Ninh nhanh hơn. Mà đợi đến Bà Đình Khao thì cái con sông nó lớn hơn á, nó chạy nó lâu hơn. Cái lần trước thì chúng ta đi tàu, bây giờ thì
ta đi xe máy thôi. Quẹo qua đây là chúng ta tới quận 26 Bình Ninh thôi. Thì mà mình nhờ chị Loan là một trong những cái người mà làm thiện nguyện rất là mạnh để giúp đỡ cho bà con khó khăn ở bên bốn xã của Loan Bình này. Rồi chào mấy anh. Cái này giống như nó bị hư rồi nè. Giờ thì nghe buổi chiều thứ bảy. Rồi chào má. Rồi chào mấy anh chị. Dạ. Nay mang niềm vui đến mấy anh chị nữa rồi. Em qua là có niềm vui. Trời ơi, con cũng không biết sao mà bà con thương vậy luôn á, tin tưởng nữa. Dạ, ơi chào chị Loan. À, thì mình có nhờ chị Loan để nhờ bên đây để hỗ trợ để gửi đến cho bà con. Đó. Dạ rồi, vậy thì xem ra là mình đủ hết chưa anh chị cô chú ơi? Đủ rồi ha. Dạ rồi. Rồi thôi bây giờ thì nói chung thì vô công việc chính luôn nha. Rồi chào anh Nam, rồi chào mấy cô chú bác. Dạ anh chị. Rồi bây giờ thì anh chị ngồi hai dọc này đi, rồi em sẽ đưa từng hộ luôn. Rồi thì không biết là cái nhà của mình xây thì hoàn thành chưa mấy cô chú anh chị? Dạ cũng hoàn thành rồi. Dạ sắp hoàn thành rồi. Vậy là mình hoàn thành được mấy căn rồi mấy cô chú anh chị? Mới được có một hộ thôi là hộ của anh là xong rồi. Dạ căn của anh là hai căn. Dạ còn mấy hộ kia của mình là sắp xong. Dạ dạ rồi cái hôm anh còn tô lót gạch nữa mới xong. Dạ vậy nói chung thì cũng cơ bản là đỡ được phần nào về cái chỗ ở rồi đúng không ạ? Dạ rồi thì cũng hôm nay cũng chia sẻ luôn với cô chú với anh chị, hôm nay là con thay mặt cô Thủy ở bên Mỹ. Dạ thì cô ấy ở Texas, cô ấy có gửi về cho con là $1,300 thì cô ấy muốn hỗ trợ cho mỗi hộ dân. À, trong 13 hộ mà bị sạt lở mất nhà mất đất vừa qua là mỗi hộ là $100. Thì con không biết là cô chú với anh chị là thích tiền đô hay tiền Việt. Mới đầu con qua đây con tính là đem tiền đô rồi đó. Giờ tiền Việt đi ha. Đó bởi thành ra là em cũng nghĩ là bên đây mình đổi tiền nó hơi bị khó khăn, mất công mấy anh phải chạy ngược qua bên bên Vĩnh Long nữa. Thành ra thôi em quyết định em đổi ra luôn. Đó thì tỷ giá đô la ngày hôm nay thì $100 được là 2.353.000. Dạ thì đây là cái tấm lòng mà của ít nhưng mà lòng rất là lớn. Dạ của nhà hảo tâm, một mình cô ấy mà hỗ trợ cho mấy cô chú anh chị đây. Dạ thì trong cái dịp này thì khi mình nhận được cái phần quà thì anh cảm giác như thế nào anh? Của cô Thủy. Dạ cảm ơn cô Thủy rất là nhiều. Dạ. Dạ rồi. Chúc cô mạnh giỏi. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Hy vọng với cái phần quà này thì cũng đỡ được phần nào đó về cái cuộc sống của mình mấy cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi anh nhắn gửi với cô Thủy không anh? Dạ, nhắn quà này cảm ơn cô Thủy. Dạ. Chúc cô Thủy dồi dào sức khỏe. Dạ. Bữa nay nhận được vậy thì mình cảm giác thế nào anh? Quá vui. Quá vui. Dạ. Rồi đây em chào anh Thảo. Đây là tấm lòng của cô Thủy gửi đến gia đình anh. Dạ cho phép cảm ơn cô Thủy cũng như tất cả những mạnh thường quân. Dạ. Trong cái khó khăn tụi con cũng sẽ cố gắng. Dạ. Cố gắng rất là nhiều. Dạ. Quá là vui luôn. Rồi. Rồi đây là tấm lòng của cô Thủy gửi đến cho cô. Dạ. Rồi cho gửi lời cảm ơn cô Thủy nhiều và chúc cô Thủy được nhiều sức khỏe và gia đình được nhiều hạnh phúc, chứ cảm ơn Mạnh Thượng Quân nhiều. Dạ, rồi cảm ơn cô. Rồi, đây là tấm lòng của cô Thủy. Cô cũng cảm ơn cô Thủy nhiều. Dạ. Với chúc cho dồi dào sức khỏe mà ăn phát tài phát đạt. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xem ra là bữa nay thì không biết là cô chú anh chị có nhớ là ngày thứ mấy mà kể từ lúc mình xảy ra sự cố không? Dạ, bữa nay là ngày 6/17. Dạ, nói chung thì con cũng đã tính rồi. Dạ, đúng rồi, 2 tháng 1 tuần rồi đó. Thì hồi nãy là con có bay thử ở ngoài đó. À, thì có gì cô chú anh chị có thể xem cái video tối ngày hôm nay nha, để chúng ta xem lại cái hoàn cảnh đó. Dạ, bữa nay con không có đi đò nữa mà giờ là con bay từ bên bờ kè phường 5 á, con đứng đó con bay qua. Dạ. Dạ thì đây là của tấm lòng của cô Thủy gửi đến bác.
Rồi chú cũng cảm ơn cô Thủy nhiều. Dạ. Rồi, còn rất nhiều rồi. Chúc gia đình cô Thủy được mạnh khỏe, dạ, hạnh phúc. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Dạ. Chúc cô chú anh chị đây ha cũng vui với tấm lòng của cô Thủy rồi gửi anh Trường. Anh cảm ơn cô Thủy rất nhiều và cộng đồng có phần số này thì anh cũng cảm ơn rất nhiều. Dạ. Nói chung là vui lắm, gặp lại được cô chú anh chị mà dây dưa mà tới thời điểm 2 tháng mấy luôn, vậy là quá vui. Bữa nay em qua là lần thứ mấy rồi mấy cô chú anh chị? Thứ 8 đúng không? Dạ, thứ 8. Dạ. Đây là tấm lòng của cô Thủy gửi đến anh. Cảm ơn cô Thủy rất nhiều. Dạ. Nhà anh cất xong chưa? Dạ chưa. À, vẫn chưa luôn? Chưa. Dạ, so ra là tốn cũng khá nhiều chi phí để cất một căn nhà bây giờ ha cô chú anh chị. Dạ, rồi sức khỏe bác đỡ chưa? Dạ, đỡ. Dạ, lần trước thì không gặp bác, lần trước hình như bác bệnh, anh Thảo có chia sẻ. Dạ, cho chú gửi lời cảm ơn cô Thủy nhiều. Dạ, rồi mấy giờ thì bác trở lại với cái công việc nào của mình đâu bác? Dạ, chưa có ổn định, dạ, anh chưa có tính làm ăn gì đó. Dạ, bác này là một trong những cái ao cá mà lớn đó cô chú anh chị. Dạ, rồi thôi chúc bác tinh thần ổn định là trước cái đi bác ha. Dạ. Tấm lòng cô Thủy gửi đến anh. Dạ, em cảm ơn cô Thủy rất nhiều. Cảm ơn anh Nhật Minh nhiều nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cũng may là hôm nay là gặp đầy đủ hết mấy gia đình cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Em cũng cảm ơn cô Thủy rất nhiều với cảm ơn Mạnh Quân là cho tiền góp, thuốc gom góp. Mạnh Quân là cho gom góp cho em được cắt cái nhà. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn Mạnh Quân với cô Thủy rất nhiều. Dạ. Dạ. Trong nhà của anh là trong nước ngoài nước luôn. Dạ. À, dạ. Dạ. Trong nhà của anh là anh đã sắm được gì chưa trong đó chưa? Dạ chưa. À, chưa luôn hả? Dạ. Vậy là mình dồn toàn bộ tiền vô cất nhà hết. Dạ, dồn vào cất nhà hết mà chưa có tô đó chứ em hay không đủ thì em phụ, còn em còn trẻ đó. Dạ. Đi làm phải mới hỏi tiền mình tô chứ mình lót gạch luôn cho nhà nó khang trang chút xíu. À, dạ. Còn mình làm mình mới góp lại trả cho người ta dạ, đúng không? Sao? Dạ. Dạ. Vật liệu cũng cho em thiếu. Dạ. Dạ. À, vật liệu cũng cho thiếu. Dạ, của chú Sáu chứ. Dạ, cũng quá quý ha. Ủa vậy là vật liệu xây dựng là cho cô chú với anh chị là mình mua trả góp lại luôn ha cô chú anh chị? Mua thiếu luôn. Giờ dạ, trời vậy cũng quá quý luôn rồi. Có nhiều nhà hảo tâm cô chú anh chị thấy là cũng có tấm lòng chung tay giúp đỡ cho 13 hộ dân đúng không ạ? À? Dạ, cũng quá quý rồi. Dạ. Rồi đây là cô Thủy gửi đến cho bác. Cảm ơn cô Thủy, chúc cô Thủy mạnh khỏe. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Rồi đây anh Nam, chút xíu anh coi lại ngôi nhà của anh nha. Ngôi nhà của anh là lúc nào cũng là điểm nhấn ở trong cái video của em, bởi khi mà em quay ngoài đó đó. Đây em gửi đến anh Nam. Rồi bữa nay nhận được cái phần quà thì cảm giác sao anh Nam? Thì cũng rất là mừng và cũng như mình bây giờ cũng như có các nhà mà tính là cũng như mình là mùng 9 tới này đó mới khởi công. À dạ. Rồi vậy là anh cũng để dành được một mớ để mình cất. Thì cũng gom như từ bữa tới giờ đó là nhà cũng nhờ Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước đó. Dạ. Rồi hỗ trợ rồi mình cũng giữ gom để đó là mình cất lại cái nhà. À dạ. Bây giờ cũng còn chờ cái Mạnh Thường Quân là Mai Hữu Ánh là hỗ trợ. À để lý với số á. Lý với số đó. À. Hỗ trợ 80 triệu. 80 triệu. À. Wow, trời quá quý luôn. Mình cũng đang chờ đợi rồi đây là 19 tới này mình khởi công mình làm. Dạ, yeah, quá quý luôn thì, rồi. Là số tiền này thì cũng là rất là mừng và cũng là quý báu đối với tôi để là gom lại để dùm dùm để cất thêm vô để cất cái nhà. Dạ đúng rồi. Cũng là rất biết ơn mà cô Thủy. Cô Thủy. Dạ. Dạ, cũng chúc là gia đình cô Thủy là bước sang năm mới này thì mà nhiều sức khỏe, dạ, hạnh phúc và mừng ăn phát tài phát đạt. Dạ. Con rất là biết ơn và biết ơn cô. Dạ, cảm ơn anh Nam. Dạ rồi. Vậy thì một lần nữa thì nói chung thì cũng tranh thủ để gửi để cho cô chú cũng như là anh chị để về nghỉ ngơi để tiếp tục cái công việc của mình. Thì chúc cô chú và anh chị sẽ luôn giữ gìn được cái tinh thần của mình ha, với cái sự tấm lòng giúp đỡ của những nhà hảo tâm của ít nhưng mà lòng rất là nhiều để tiếp thêm cái phần năng lượng để cho cô chú anh chị có thể là xây dựng lại cái cuộc sống của mình tốt hơn. Thì chúc cô chú anh chị sẽ nhận thêm được nhiều cái tấm lòng của nhà hảo tâm hơn nữa và trong năm nay sẽ gặp nhiều may mắn nha. Dạ rồi, rồi con xin tạm biệt rồi, cô chú anh chị có thể về nghỉ ngơi nha. Dạ. Dạ. Hy vọng là sẽ còn gặp lần 9, lần 10 và lần nữa ha. Chứ bây giờ em hết hứa rồi. Em cứ tưởng cuối không mà tới giờ tới 8 lần rồi. Chúc em là nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn anh. Dạ. Gặp hoài nữa à. Dạ, gặp hoài là được. Dạ. Rồi thôi về nghỉ ngơi đi cô chú anh chị. Cảm ơn nhiều.
Dạ, con cũng cảm ơn má nha, nhờ má để mời các hộ dân ở lại đây. Dạ, cũng không quên cảm ơn chị Loan, dạ, cũng đã liên kết để liên kết với bên má đây để mời những hộ dân để nhận cái tấm lòng của nhà hảo tâm trong buổi chiều ngày hôm nay. Rồi chúc má với chúc chị Loan ha sẽ có thêm nhiều cái công việc mà giúp đỡ cho bà con khó khăn hơn nữa. Dạ. Đây cũng chúc trước chúc con cũng nhờ giữ có nghiệp cầu nối giữa con với cô Thủy. Dạ. Thì con có số tiền hỗ trợ tiếp tục cho mấy bà con sạt lở hôm nay. Dạ. Thì giờ cũng không biết nói gì hơn rồi, cảm ơn cô Thủy rất nhiều. Dạ. Chúc cô Thủy được giàu sức khỏe. Dạ. Làm ăn thành đạt trong cuộc sống. Dạ. Thì coi như có sức khỏe mới có làm được cái chuyện từ thiện này để giúp cho bà con gặp dạ. khó khăn. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, quá quý. Dạ, cảm ơn má. Rồi cảm ơn chị Lo. Chị Lo nhắn gửi với cô Thủy không? Trước thì cảm ơn Dương Minh dạ. gửi lời cảm ơn cô Thủy thật nhiều dạ. Chúc năm mới gia đình cô Thủy và cô Thủy được giàu dạ sức khỏe. Dạ. Chị cảm ơn Minh. Dạ. Cảm ơn phu nhân luôn nha. Dạ. Chân thành cảm ơn cô Thủy ở Texas đã hỗ trợ cho bà con sạt lở trong ngày hôm nay. Còn số tiền của cô ấy là 720 đô thì vào ngày mai sáng mai mình sẽ kết hợp với gia đình của nhà hảo tâm tiếp theo ở Mỹ để hỗ trợ cho bà con bị khuyết tật cũng như là những bà con lớn tuổi bằng những cái phần quà cũng như phần tiền và phần thuốc. Thì hẹn cô chú anh chị vào ngày mai chúng ta hãy cùng nhau tham gia cái buổi phát thiện nguyện vào ngày mai chung với mình nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Dạ rồi. Rồi, cô chú anh chị xem ha.